Alo, khu nhà này nằm cách cầu Sáng đường Trần Văn Dầu từ lâm 10, 1 cây rưỡi số đi về hướng Long An nha các bác chị. Và ở khu này em Phương còn đúng 1 căn và em báo cái giá đúng giá chuẩn không phát sinh là 350 triệu nha. Đặc biệt trong giai đoạn này công ty em Phương đang có cái chương trình hỗ trợ của bác chị mình mua nhà từ đây cho đến là trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 là có chương trình tặng vàng và tặng nội thất cho các bác chị mình mua nhà đón Tết trong giai đoạn này. Cái nhà này lúc trước là em Phương dùng làm căn nhà mẫu cho cái khu nhà này. Thì lúc trước khu này á là em bán điều giá 450 hết. Và đây là căn nhà mẫu nha. Giai đoạn này thì em đang cần bán nhanh căn này luôn cho nó xong. Thì em giảm hẳn luôn 100 triệu là còn 350 triệu. Ngoài ra thì có tặng vàng cũng như là có tặng nội thất cho các anh chị mình khi về nhà mới. Cho nên là với cái giá này thật sự là em Phương không có giảm nữa cũng như là không có thương lượng của bác anh chị nha. Của bác anh chị mình nếu cảm thấy với mức giá này phù hợp cộng thêm cái gói nội thất và có tặng vàng để các bác anh chị mình về nhà mới á, thì các bác anh chị có thể tham khảo và liên hệ với em Phương. Chứ còn giá 350 triệu thì em không có giảm nữa, không thương lượng nữa các bác anh chị nha. Nhà này 1 trệt 1 lầu và ở trên lầu thì em có làm thêm một cái gác lửng. Cho nên là mình sẽ có được 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh luôn các bác anh chị. Nhà thì vẫn sơn tông mà chủ đạo là tông màu trắng nha. Và đây là cái nhà vệ sinh ở trên lầu này. Nhà vệ sinh tương đối là rộng rãi, thoải mái. Em gắn cho các bác anh chị hết thiết bị vệ sinh cơ bản rồi và dán gạch cao lên tới 2 mét luôn. Dán gạch gần như là kín hết tường luôn các bác anh chị. Ở phía trước đây thì mình có một cái phòng ngủ này các bác anh chị, có một cái phòng ngủ ha. Và ở đây thì em làm một cái ban công nhỏ nhỏ. Bên tay trái thì em làm một cái cửa sổ. Và đặc biệt ở trên lầu thì em lắng ra được thêm 1 mét ban công nha. Ở trên lầu á, thì cái nhà của mình nó sẽ dài thêm 1 mét nữa. Đó các bác anh chị mình thấy ha. Nó dài thêm 1 mét nữa này. Ban công là ra 1 mét và cửa sổ thì cũng ra được 1 mét nữa. Còn phía sau này thì em làm cái gác lửng. Gác lửng thì ở phía trên á em có chừa cho mình một cái cửa sổ để lấy ánh sáng nha. Cho nên là ở trên gác lửng nó vẫn rất là thông thoáng các bác anh chị, vẫn có ánh sáng tự nhiên vào rất là thông thoáng ha. Nhà của em á, thì nằm cách cầu Sáng Bình Chánh 1 cây rưỡi số đi về hướng Long An nha các bác anh chị. Mình đi từ Bình Tân Bà Hôm á, ngay chỗ vòng xe Phú Lâm đường Trần Văn Dầu từ lộ 10 mình đi xuống á, thì mình sẽ đi qua cầu Sáng, mình đi thêm 1 cây rưỡi số nữa đi theo đường từ lộ 10 nha, đi về hướng Long An là sẽ tới khu nhà của em Phương. Vâng, thì nếu các bác anh chị nào mình đang cần tìm một căn nhà như vậy với mức tài chính 350 triệu thì các bác anh chị có thể liên hệ với em Phương. Em Phương sẽ hỗ trợ các bác anh chị mình đi xem nhà và để làm việc mua bán, đi công chứng sang nhượng này kia thì các bác anh chị mình vẫn làm việc trực tiếp với em Phương nha. Thì đây là khu nhà do em Phương chính chủ xây dựng và trực tiếp bán luôn, không qua sàn cò lái gì cho nên là mới được cái giá rất là ưu đãi và như thế này. Rồi em Phương xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những video tiếp theo ạ.